Ê, gì đó vậy cha? Muốn cái trời làm gì? Dưỡng cái gì? Chờ em. Chạy mà chạy kia rồi ta. Gì vậy? Dạ. Mà chạy nó là kia. Rồi, thì con cũng kính mời chúng bà cô chú anh chị cùng con và anh Lê Trung sẽ tiến vào khu rừng này để tìm gặp ai anh Trung. Lê Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì tiếp tục với những cái video mà hai anh em của Lê Trung chia sẻ với cả nhà mình á về những cái câu chuyện tâm linh, để cả nhà mình hiểu thêm về cái thế giới tâm linh nó như thế nào. Thì ngày hôm nay hai anh em của Lê Trung tiếp tục quay trở lại cái khu rừng tràm mà hôm bữa là có xuất hiện một cái vong linh, một cô gái tên Mộng Thường cả nhà. Cô Mộng Thường này đã khiến cho Lê Trung chút xíu nữa là mộng du luôn. Ồ, cái đám ruộng này quá xa luôn, cỏ không ta? Bỏ hoang đi. Người ta bỏ hoang luôn, người ta không dám làm. Cỏ không ta? Cái cỏ cái gì thôi. Rồi thì hôm bữa Lê Trung đến đây á thì có gặp cô ấy cả nhà. Thì cô ấy cũng dở một số cái trò, một số cái một số cái này. Cái này bữa em cũng không có coi cái clip của anh. Bữa đó bà mới đòi về nhà anh chứ. Về nhà luôn hả? Ừ. Đòi về nhà. Giống ngay như trời giống bà. Ừ, giờ tới giờ em vẫn nhớ mà bi. Bà đòi về nhà mà anh không cho, anh nói thôi ở đây đi chứ về nhà gì. Về nhà rồi còn người lớn kẻ nhỏ đồ trong nhà nó khó khăn lắm, người dương người âm nó không có ở chung với nhau được. Ừ. Bắt đầu là bà kiểu như mình nói còn nhỏ nhẹ, bà dí theo, bà đi theo hoài vậy đó. Anh đi tới đâu bà đi tới đó, anh đi tới đâu bà đi tới đó. Cái hồi tới sau cái anh quạo. Trời lại cái bà biến mất tiêu luôn. Rồi gặp cái đó trời mưa nữa. Rồi cái anh không có đi kiếm luôn, anh kết thúc video anh đi về luôn. Bữa đó mưa lớn, trời ơi về. Về không kịp ra tới xe anh. Đây lội ra ngoài 400-500 mét á. Ủa nó gặp quả chỗ nào quên tiêu luôn rồi. Trời trời, em rừng này mà quên là chết luôn á. Mình không nhớ luôn. Như rồi. Nhớ anh đi đâu lần này sao? Đây hả? À, đây hả? Ừ, đây nè. Mẹ dân anh Trung dẫn con đi rừng không cả nhà? Kiếm gì đây? Vô rừng chơi với người ta khỉ thì thường thường là vô rừng chơi với khỉ, còn bây giờ mình vô rừng chơi với ma. Dông. Bà này bà cũng lý lắc lắm, bà nhìn bà xì tin lắm. Bà tóc xanh rồi mặt đầm màu xanh nữa. Mà bữa đó không biết kể, bà kể thiệt không, bà nói chung là bà bị một ông là giống y nhanh này nè, có cái tướng mạo giống y nhanh vậy đó, lừa tình bà. Trời ơi, bà đã thừa anh lừa tình bà rồi. Lấy chung TV lừa tình. Thiệt tình chứ. Ghê thiệt. Có biết vụ gì đâu, chết liền luôn á. Hay đó, có lừa tình người ta không cha? Tụi lao tới mày nữa. Ở cả nhà mà phải hỏi anh Trung lại nào, giờ điều tra anh Trung cái đi là mình hỏi tìm sao ha cả nhà. Mà bả thì bả bốn mấy, bả 40 tuổi. Mà cái anh bả quen á là lớn hơn bả 2 tuổi nữa, là tức là 42 đúng không? Ừ. Mà anh mới có ba mấy tuổi làm gì mà anh biết bả được. Thấy không? Lập luận ra là thấy sai bét rồi. Hay là bả nói nhỏ hơn nghe lộn, lớn hơn, nhỏ hơn, bả 40 nhỏ hơn là ba mấy, đúng không cả nhà? Ba mấy thì đó anh. Giờ anh cũng ba mấy là coi như là kiểu như là nói sao ta? Bà nói là lớn hơn. Bà nói lớn hơn bà 2 tuổi. Thì mới vậy mà. Giờ cũng tội nghiệp bà lắm, bà là trẻ mồ côi. Giờ phải điều tra anh Trung lại cả nhà ơi. Bà là trẻ mồ côi mà quen được cái anh đó đó. Tính ra là bà cũng ấy chứ cũng cực khổ lắm chứ mà sao gặp trúng cái dân lừa đảo. Bởi đây cái toàn là tràm và tràm thôi. Đây hoang vắng âm u ha. Hồi nữa rồi. Có Covid rồi, ho dữ má.
biết đâu, em thì cũng không biết, có biết tầm, tại em chích ngừa, chích thuốc rồi. Mộng Thường ơi, Mộng Du tới, Mộng Du tới nè Mộng Thường ơi. Mộng Du tới rồi, Mộng Du tới nè. Tiêu ta, Mộng Thường ơi, Mộng Thường, Mộng Du tới rồi nè, Mộng Du tới nè Mộng Thường ơi. Ê, gì vậy? Gì vậy? Gì trời? Gì vậy? Hả? Ai mà bà rời đất em cái gì á? Gì nữa ông cố? Hét. Gì rời đất vậy mà? Ai đâu mà rời đất? Cố. Sao em hảo vậy mày dưới trời? Mà cả nhà sao con hảo như này, cả nhà bị đít thì nhỏ mà sao bị bớt vậy trời. Vì bị ra đít nữa trời, giống gì á. Ôi ơi. Đâu có thấy ai đâu mà. Chết rồi. Cô ơi, cô Mộng Thường ơi. Mộng Thường. Hồi đó anh Trung mới lừa tình cô chứ không phải. Chứ không phải con. Mộng Thường. Thôi anh kêu đi, anh kêu đi chứ tới anh nè, kêu đi. Mộng Thường. Đâu ta? Ôi, tình chết, mất chính rồi. Sao mà bị bứt hoài luôn. Đẹp hay bị bứt đít với ta. Mộng Thường ơi, Mộng Du tới nè Mộng Thường ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Mà đéo đi giống tiêu ta hay rồi. Ơi, ơi. Dạ chung, dạ chung. Dạ. Chị mẹ. Dạ. Em bắt, em bắt, em chạy rồi. Ủa đâu rồi? Bố không chạy đâu, không cứ gắt không chạy. Kêu. Còn nó bây giờ hướng nào á? Theo hướng này nè. Nghe giờ không biết hướng, giờ đây từ lưu hết. Tới chị tới việc. Nhỏ kia đây, kia ở đây. Bà chơi vậy ha. Tới số nghe. Giờ là một tay cầm cam, một tay mang cái che đít lại cái này, không dám. Không dám đưa đít cho luôn. Dạ. Này mới chơi. Trúng tìm nè. Hôm nay mới chơi độc trời. Bây giờ này nè. Như. Ở đây hả? Ừ, thấy bây giờ. Phải không? Hôm nay vậy nó chỗ nào cũng vậy nấy. Ôi. Ông buông ra bả nhà ra bả ôm cứ ngắt luôn, không có làm gì được luôn. Phải anh ơi. Anh đi đó em đi đây vậy kia. Bà này chắc bả với bả ba. Hầu sống cho bà dê dữ lắm trời. Thì đó bà dê quá mà bị dụ đó. Ây da, ây da, ây da. Đi bên nha. Đi bên đó, đi bên đây nha. Ây, gì nữa vậy cha? Ủa cái tàu làm gì? Ừ, bà dưỡng cái gì? Ê, ê, ê. Chờ em. Chạy mà chạy kia kìa. Gì vậy? Dạ. Mà chạy nó là kìa. Chết. Mày bà chạy với chung kìa nha. Gì bà nội? Chạy với chung với nó kìa nha. Sợ quá, sợ quá. Dạ, tỏi. Giờ chạy với chung nó kìa nha. Anh chung chạy tới đây rồi.
Dì trời. Mày với anh Trung mày đừng với con. Mở ra nha. Ghê chở với anh Trung kìa. Mở ra. Lại mới theo tôi chứ bà nội. Thôi ta. Không có giỡn à. Ôi. Chạy theo cho mệt luôn. Trời ơi trời mệt lắm rồi bà nội. Bà giết hoài thôi tôi quýnh bà đó. Ừ, bà nói gì kìa. Gì? Trời ơi trời ơi mệt quá đi. Nổi cho gà hết trơn không nổi luôn. Bả kìa bả kìa bả kìa nha. Thôi bả đây. Bả đi theo tôi chi. Anh Trung tới đây luôn rồi. Thôi. Bà mà đi theo tôi hồi là tôi nóng là tôi quýnh bà đang chịu nha. Em quay về cả nhà coi. Thôi. Rửa lại chứ. Rửa tôi lại bà. Thôi rồi. Rồi. Bà đi chỗ khác à. Hồi tôi nóng là tôi quýnh bà đó. Thôi. Thôi. Thì kiếm cho nó cúng cho bà ấy đi, bà có ăn không? Ai về không nội ơi. Má để bà hỏi lần làm quá. Hồi quá, bà đi theo về nhà nữa chết luôn. Đặt má này đi. Cái nơi rộng. Để con kiếm chỗ đặt máy coi nha. Đất đây nó khó đặt. Đặt đó. Đây nè, đây lòng nó bị gập rền. Ôi mặt. Xanh mặt chứ bà. Thấy không? Em nói là bà bóp ít em rõ ràng. Nó không tin. Bà này bà cũng thánh. Thánh về nè. Chai này nước uống không? Đúng rồi, chai này. Ê, đâu mà chai này nước uống nè. Nước uống nè. Nhưng mà chứ xíu đi. Này đi mà. Quá. Nước tới cả nhà. Bà nội là bà dí mệt quá. Chạy theo bả với anh Trung cũng mệt nè. Muốn xỉu luôn với bả. Ngày hôm qua đó nó không có cho đi theo rồi. Hôm nay đòi đi theo nữa. Mệt chứ trời. Ui, mới giò. Trời. Ui, mệt. Giờ để bà nhào vô bà ôm nữa vậy. Bà đi. Bà nó dê dê lộ dữ trời. Hồi đó bà dê lắm dữ lắm à. Gì? Hồi đó bà dê dữ lắm à. Dạ. Ai biết? Ai biết bà đâu dê em nổi. Sao bà nãy nói gì biểu dụ gì đó. Lâu à, không có ai nói à. Có không? Bả bị người ta dụ á. À, thì bả bị người ta dụ đó. Thì bả kể, bữa bả kể đó. Chứ tao có biết bả đâu. Ừ, vậy tưởng anh Trung biết. Từ lao nữa. Mày. Mày nghĩ anh mày là con người như vậy sao? Ôi, giờ kiểu như mệt kiểu kỳ cục. Mệt kiểu kỳ cục coi nha. Chóng mặt luôn á. Bây giờ để cúng kiêng cho bả coi. Bả ăn không? Bắt đầu đi. Bỏ bả vô hồ lô vậy. Trời bả ăn. Khuyên bả coi. Qua lợn vậy nè. Qua lợn bả giết chạy trời rồi. Không chết. Bị gì? Đi bao tử rồi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay anh em tụi con đến đây cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang trú ngụ tại cục thổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong các ngài các ông quan hỷ cho vong linh của cô Mộng Thường ra đây để nhận hưởng những cái phần lễ này để giúp cho họ được nội lòng ấm dạ hơn, đỡ đổ lạnh hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cả nhà thì anh em của Lê Trung cũng đã cúng kiến đồ xong rồi nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ lui ra khỏi cái bàn nghi thức nha cả nhà. Cũng ngộ ha, hai anh này tệ thiệt chứ, được gái ôm vậy mà dùng dằn dục vặt đồ này kia đâu, một đời ha, biết bao nhiêu người cũng ôm mà cũng không được nữa. Hai anh này nhát gái quá, nhưng mà nhờ nhát vậy mình thích. Hồi á mình gặp ảnh á, cái mình xin ảnh vẫn cho mình đi theo không được thôi, chứ ở đây buồn, con mình buồn quá. Công nhận nha, bánh ảnh đem tới á ngon quá. Cây cũng vậy nữa nè, ảnh đem tới cúng cho mình ha, trái nào trái nấy hả, bự bành kia tô luôn, thơm quá, ngọt quá.
chi á, anh ấy anh cho mình theo á thì sướng biết mấy á. Mình theo ảnh mình về nhà ảnh mình ở, chứ ở đây mình cô đơn quá à. Không ai bầu bạn với mình, không ai nói chuyện với mình hết trơn. Công nhận hồi nãy á, anh dắt thêm cái anh nào theo nữa, đẹp trai quá trời đẹp trai luôn à. Bánh ngon quá. Cam ngon quá. À, cái cam ảnh mua bự còn hơn cái trái bưởi của mình nữa. To quá. Mình thích rồi đó. Wow. Hàng khủng, hàng khủng. Bà ngồi đây chứ bà sợ ai mà lết lết. Thành thật ngồi đây. Ngồi cũng chi chỗ rồi ra ngồi đây. Ây da. Tôi thấy bà tôi ngán cái cổ họng tôi luôn kêu tôi không trai. Hồi nãy bà bóp biết tôi hả? Em á. Em bóp đó. Trời ơi.
đích làm vậy nay đâu có chiêu búp đích từ đây nữa trời. Thấy trai đẹp thì mình phải thể hiện chứ. Ừ, thể hiện. Bà có bà là gơ hay là bà là LG? Gơ. Gơ hả? Gơ mà sao bây giờ dạng vậy? Dạng vậy. Hồi đó là có làm nghề gì không? Không. Tại không có làm nghề mà dạng dữ vậy trời. Tại em cá tính mạnh á, em mới thể hiện vậy đó. Cá tính mạnh hả? Ôi mệt. Hồi nãy giờ ăn bánh trái xong hết chưa? Em ăn rồi. Ngon không? Ngon. Ăn rồi dục lạnh cả đây. Rồi rồi có muốn giúp cho thêm cái gì nữa không? Em ăn cơm à. Cơm hả? Rồi ngoài cơm ra thì còn ăn gì nữa nói luôn đi để cúng cái một luôn. Vô đó đủ rồi. Anh mua mấy trái cam này á, ngon ghê luôn, ngọt ghê luôn. Mà nó bự hơn cái cặp hàng của em nữa. Cái gì? Cam về bự hơn cặp hàng hả? Bự hơn cặp hàng luôn hả? Vậy là hàng cũng khủng rồi nha. Ý là bự hơn cặp hàng là bự hơn, cái nào bự hơn? Cái cặp mà cam này bự hơn của em á, em là cái chanh. Em giống như cỡ như tái chanh vậy đó. Thua. Hết lời. Cạn lời. Hết mua, hết biết hỏi gì luôn cả nhà. Ủa mà hồi nãy vô thấy tôi lạ không sợ hay gì mà còn sáp sáp lại tôi bút đít nữa trời. Tôi quánh một cái thì chắc nóc ao luôn. Quánh thì chết thì sao em liều, em làm đại vậy đó. Ừ làm đại. Làm đại luôn. Rồi bà mắc cái gì mà bà đi theo tôi hoài vậy? Chạy nó hôi tôi mắc. Hả? Em thấy anh đẹp trai, em theo, em xin anh về ở chung nhà mà anh không cho chứ trơn. Đúng rồi, ở nghe. Thôi, chung nhà ở sao mà được mà ở chung, bà tào lao quá. Người dương với người âm sao mà ở chung được. Cất cho em cái chòi không ở ngoài hè cũng được. Trời, nhà không có một cục đất chậu chim nữa kêu cất cái chòi ngoài hè. Cái nhà tôi bây giờ y như cái lỗ mũi, còn không có chỗ, không có đất để mà nông ra. Bây giờ anh Trung có chỗ ở, bà muốn ở không? Ở. Ở không? Ở. Lấy hồ lô hút bà vô. Ở trong cái hồ lô á, ở không? Thôi, em không ở trong đó đâu. Không, do đó là rộng rãi luôn, nếu mà bà vô đó là tôi chấp nhận tôi cho bà về. Ở trong của tôi, mà bà phải ở trong cái hồ lô. Trong đó tăm tối lắm, em chịu. Tăm tối là tăm tối, ở đó sướng lắm. Thì bà muốn ở có chỗ ở rồi đó, thì vô, xuống hơi đâu, xuống. Vô đó cho bà ở rồi nữa. Em thích ở ngoài sáng được ngắm trà đẹp à. Giống anh vậy đó. Giống anh kìa. Giống ai? Anh mới tới nè. Đẹp trời. Trời luôn. Đúng rồi, này đẹp trai lắm thiệt. Thôi, bỏ đi. Chưa vợ là như là nhà đây nhà nó là có 2-3 phòng như rộng. Bỏ đi. Vậy cho em về ở chung nha. Thôi. Nhà vợ con đùm đề, nhà không có gạo ăn nữa mà bà về nữa kìa. Về ở với nó đi, nó hai nhà nó 2-3 phòng lận. Ấy rồi hai chồng nó ở một phòng, con nó ở một phòng, rồi bà ở một phòng. Coi như nhà chúng ta 4 người. Có gì đâu mình chia cử ra chứ gì đâu khó anh. Chia cử được luôn. 2, 4, 6, 3, 5, 7 chủ nhật nghỉ. Chủ nhật quốc luôn đi chứ. Rồi vậy xin thông báo cả nhà là chắc khoảng thời gian xa là con xin phép con không có đi làm với anh Trung nữa. Kiệt sức đi không nổi. 2, 4, 6, 3, 5, 7 chủ nhật nghỉ. Chủ nhật nghỉ. Chứ là chủ nhật nhường chứ là chủ nhật nhường che luôn đi chứ. Thôi nói thôi rồi bỏ đi bà ơi. Về vợ nó ghen nó quánh chết. Nói chứ nhà đảng rộng lắm, nhà tôi nữa năm nữa ở với Đạt đi. Đạt nhà đảng nhiều phòng, đất đai rộng. Ừ đúng rồi, đất mướn á, nhà mướn á. Còn tôi bây giờ đâu có ấy đâu. Nhà của ông Đạt giờ là ở nhà của ông Đạt giờ là ở muốn ở bao nhiêu phòng ở đó. Thấy không? Đáng nhà trọ mà. Đó muốn vô phòng nào muốn vô à. Ừ. Vậy cho em về ở phòng kế bên đi. Trời trời thôi. Được rồi ở đây đi, còn không ở đây thì kêu anh Trung giúp đi đi tu hay đi siêu thoát gì đi. Chứ về chứ bữa đợt trước 2 tháng trước rồi có bà My về là mệt mỏi rồi. Mà về cái nữa chắc nhà xong luôn. Rồi nói chứ bà giờ bà người âm bà đâu có ở chung với mấy anh em tôi được. Ở nó rất là khó tại vì
hai anh em tôi thì còn đỡ, chứ gặp người dương mà không có đạo thuật á thì rất là khó mà ở gần những cái vong linh, cho nên là rất là thông cảm. Giờ thì cứ ở đây đi, rồi tôi sẽ cúng kiến cho ăn vài bữa, rồi tôi sẽ giúp trợ gia duyên cho mình đi tu hoặc là đi siêu thoát gì đó mà chuyển kiếp. Chứ giờ bà đầu thì theo anh em tôi cũng đâu có được cái gì đâu. Anh hứa anh đem đồ ăn tới mà anh có đem không? Có mà. Hoài hoài không? Thì nó như thấy đó, thì bữa nay cũng đem tới rồi. Nhiều khi anh hứa anh đem tới mà anh không đem tới làm em đợi. Đâu có giờ đâu, không có. Thôi anh cho em đi theo với. Trời ơi, nó không có đi được. Đi theo không có được mà. Anh nghĩ anh nãy giờ luôn mà anh không cho trên à. Nói tóm lại là bây giờ cái quyền đi hay không là của cái anh này, tôi không dính vô nữa. Bây giờ là không có đi đâu được hết á, nói chung đi là muốn có đi theo là đi theo anh này thôi, anh này không liên quan tới. Bây giờ là không có theo ai được hết, tại được. Vì bây giờ là bà là người âm, còn chúng tôi là người dương, cho nên là không có ở cùng với nhau chung một nhà được. Cho đi theo anh, vô hồ lô đi theo gì nha. Nó không có được. Nãy gì mà nó không có được, mà không có cái luật, cái quy tắc là nó không có được, cho nên là không có năng nỉ cái gì được hết. Mà này nhây ghê trời. Nhây mà mới dí anh đó. Em không có làm hại ai. Nhốt lại luôn giờ tin không? Trời ơi, mà này. Gì vậy trời? Vậy mà cũng nhảy qua ôm đạt cái nữa mới chịu cái nha. Thua. Trời ơi trời. Riết là con như là gì đó gọi là gì? Muốn ôm là ôm à. Quá dễ dãi. Bóp là bóp. Người đàn ông dễ dãi. Mày đâu có tiêu nữa rồi. Bà này bóng ngoan cố đó, còn ngoan cố lắm đó nhảy. Thì trước mắt thì chắc là hai anh em cũng chưa có giúp cho bà đi tu hành học đạo hay là đi siêu thoát được cả nha. Thì bây giờ là trước mắt thì bà cứ đinh ninh là bà muốn đi với hai anh em của Lê Trung thôi. Nhưng mà Lê Trung đã nói rất là nhiều lần là không có được. Nhưng bà vẫn cứ ngoan cố. Bây giờ thì hai anh em cũng... Bây giờ thì mình bắt ép bà thì cũng khó quá. Bây giờ là phải từ từ để khuyên răn bà cho bà đi tu hành chứ bây giờ là... Tu hành hoặc là đi siêu thoát chứ bây giờ mình đâu có ép bà được. Thì bây giờ còn không nữa, lợi là vài bữa mình lợi bà, mình rước bà về cho... Mà ở Duyên Đạt. Ở với anh Trung. Chú ở Duyên Đạt luôn hả nha. Bữa mà bây giờ hết bãi rồi. Vậy thôi, rồi đến đây chắc là có lẽ là hai anh em nói chung sẽ khép cái video tại đây luôn nha. Để hai anh em về và tìm cách khác để đến và để khuyên nhủ cái vong của cô Mộng Thường này để giúp cho cô ấy hiểu hơn về cái cảnh hiện tại của mình như thế nào. Để cho cô ấy có cái phương hướng nhất định để sắp tới đây cô ấy sẽ được sẽ hiểu hơn đó. Mà nếu mà cô ấy đã hiểu ra được đó, thì hai anh em của Lê Trung sẽ giúp cho cô ấy được siêu thoát hoặc là đi tu hành học đạo gì đó nha. Rồi đến đây thì chắc có lẽ là Lê Trung sẽ kết thúc video từ đây. Một lần nữa thì Lê Trung cũng xin phép kính chúc cho cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Dạ thì con cũng xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị gần xa thì có một ngày mới thật an lành hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, tràn đầy hạnh phúc gia đình ạ. Dạ, xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.